Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay, mở đầu là phần sổ tay học sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách chăm sóc răng cho trẻ theo từng độ tuổi và cách sử dụng sữa công thức cho người cao tuổi. Nội dung trong phần hỏi đáp y tế sẽ là những lưu ý để phòng tránh bệnh đau mắt đỏ. Câu chuyện y tế cuối chương trình hôm nay sẽ kể cho quý vị và các bạn về sự hệ lụy sức khỏe từ bệnh béo phì ở trẻ em. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Việc chăm sóc sức khỏe răng miệng sớm cho trẻ là điều quan trọng đối với các bậc cha mẹ. Có nhiều cách bảo vệ và phòng ngừa bệnh răng miệng cho trẻ. Trong đó, cha mẹ nên lưu ý đến việc chọn bàn chải, kem đánh răng phù hợp với lứa tuổi và thực hành chải răng đúng cách. Sau đây, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tiến Sâm, giám đốc nha khoa Tâm Thiện Mỹ sẽ hướng dẫn cụ thể cách chăm sóc răng miệng cho trẻ theo từng độ tuổi. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ về dự phòng sâu răng của trẻ em, các phương pháp để dự phòng sâu răng sữa. Phương pháp dự phòng sâu răng sữa có thể bắt nguồn từ chúng ta cách cho trẻ ăn, vệ sinh răng sữa sau khi ăn, dự phòng sâu răng sữa bằng áp gel floor và điều trị sửa chữa đối với những chiếc răng sữa đã bị hỏng. Quý phụ huynh có thể chải răng cho bé từ lúc mọc chiếc răng sữa đầu tiên, có thể sử dụng gạc ở ngón tay trỏ của người lớn, của bố mẹ, sau đó là mình vệ sinh sạch sẽ tất cả các bề mặt của răng để đảm bảo không bị thức ăn bám vào đấy để dễ bị sâu răng. Lứa tuổi từ 24 tháng đến 36 tháng là hình thành toàn bộ 20 chiếc răng sữa. Vì thế, phụ huynh cũng như là người nuôi dưỡng cần phải có phương pháp chải răng cho trẻ, định hướng cái thói quen tốt để vệ sinh răng miệng, sử dụng bàn chải hợp lý và có thể sử dụng nước muối sinh lý hoặc là nước sạch, có thể chưa cần phải sử dụng thuốc đánh răng cho trẻ để đảm bảo cái lượng fluor đưa vào mà chỉ sử dụng cho vấn đề ngừa sâu răng, không có gây tác hại khi trẻ bị nuốt phải. Đối với những trẻ từ 6 tuổi đến 12 tuổi là những trẻ đang thay răng vĩnh viễn và mọc răng số 6 và hình thành bộ răng vĩnh viễn trong tương lai. Đầu tiên cho trẻ cầm bàn chải thuận tay để đảm bảo ít bị chấn thương nhất cho lợi và răng khi sử dụng bàn chải. Chọn bàn chải phù hợp, đầu bàn chải nhỏ để đưa vào phía sâu được tốt hơn và lông bàn chải thường mềm để đảm bảo ít bị chấn thương cho liếu và bề mặt của răng. Thông thường là sử dụng bàn chải theo chiều xoay, nhưng đối với những trẻ nhỏ không thực hiện được chiều xoay thì có thể theo chiều trên dưới, không được kéo ngang, và mỗi vùng chải thì trẻ cần phải chải ít nhất là 2 đến 3 lần. Thời gian cho cả một bộ hàm răng sữa thì tối thiểu là khoảng 3 phút là tốt nhất. Thời điểm chải răng là sau khi ăn buổi sáng và trước khi đi ngủ buổi tối là tốt nhất. Có một phương pháp mà hiện nay hay dùng để dự phòng sâu răng cho trẻ là áp gel floor. Áp gel floor với một nồng độ cao để đạt được hiệu quả, bổ sung cái fluor cho cái phần bề mặt men răng để đề kháng với sâu răng tốt hơn, thì sử dụng trung bình là khoảng tầm 3 tháng hoặc 6 tháng nhắc lại một lần. Chúng ta cần đưa đến các cơ sở có chuyên môn để sử dụng áp gel fluor cho trẻ tốt nhất. Khi nói đến sữa, đa phần mọi người chỉ quan tâm đến việc chọn sữa cho trẻ em mà ít lưu tâm đến người già hay sữa dành cho người già. Với những ảnh hưởng bệnh tật ở tuổi cao, người già cũng rất cần uống sữa để bồi bổ. Và nếu sử dụng không hợp lý sẽ gặp những hậu quả nguy hiểm cho sức khỏe. Vì vậy, cần đặc biệt lưu ý khi người già uống sữa. Dược sĩ Đại học Ninh Ngọc Hà, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà sẽ hướng dẫn cách sử dụng sữa công thức cho người cao tuổi. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các quý vị cách sử dụng sữa dành cho người cao tuổi. Đối với người cao tuổi từ 50 tuổi trở lên, việc sử dụng sữa canxi là hết sức thiết yếu. Việc sử dụng sữa công thức đối với độ tuổi này thì hết sức là hữu ích, vì trong sữa dành riêng cho người cao tuổi có hàm lượng canxi khá là cao. Cháu chào bác ạ. Thưa bác, là với độ tuổi của bác thì hôm nay cháu sẽ hướng dẫn cho bác là mình nên sử dụng cái loại sữa công thức dành riêng cho độ tuổi của mình. Tại vì là bây giờ độ tuổi của các bác là bị thiếu hụt canxi rất là nhiều, mà hàm lượng sữa canxi trong sữa thì khá là cao. Nên các bác bây giờ nên sử dụng sữa để với bổ sung sữa này và kết hợp với chế độ tập luyện
thì mình sẽ có một cái sức khỏe rất là dẻo dai và tốt hơn đấy ạ. Thì hôm nay cháu sẽ hướng dẫn bác cách sử dụng sữa, pha thế nào cho hợp lý và uống thế nào cho đúng cách. Và đối với các cái loại sữa thông thường ấy ạ, thì bình thường mình sẽ pha từ 3 thìa đến 6 thìa trên một cốc. Hôm nay cháu sẽ hướng dẫn bác cách pha làm sao cho hợp lý bác nhé. Đối với 3 thìa sữa thì mình lên pha với 140 đến 150ml nước. Đầu tiên là bác sẽ lấy cho cháu 3 muỗng ạ. 3 muỗng bác nhớ cho cháu là thìa gạt ngang nhé. Khi mà mình đã lấy đủ cái lượng sữa mà cần pha rồi thì mình ngoáy thật đều lên, khuấy thật đều như này đó nhé, để làm sao sữa hòa tan được ở trong nước, không bị vón cục. Sữa mà có hàm lượng canxi cao thì bác chỉ lên uống ban ngày giúp cháu nhé. Mình uống từ sáng đến chiều, không mình không nên uống tối. Khi mà sữa và đã hòa tan rồi thì bác có thể sử dụng. Khi mà sữa ở trong hộp mà đã mở nắp ra rồi thì bác nên để ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời. Sữa mở ra thì mình chỉ nên sử dụng trong vòng từ 3 tuần đến 1 tháng là mình không sử dụng nữa, là khi mà mình đã mở nắp rồi. Và sữa mình pha rồi mà khi mà bác chưa sử dụng hết thì mình có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh trong vòng 2 tiếng đồng hồ đổ lại thôi, thì các chất của sữa sẽ không bị mất đi cái chất của sữa. Thì tốt nhất là bác khi mà đã pha rồi thì mình lên uống sữa lúc đấy, thì các chất mình uống với là thích hợp nhất. Thưa quý vị và các bạn, những ngày giao mùa xuân hè là thời điểm bệnh đau mắt đỏ xuất hiện phổ biến, dễ lây lan thành dịch ra cộng đồng. Đây là bệnh lành tính nhưng nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như viêm loét giác mạc. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với chia sẻ của bác sĩ Phạm Thị Thúy Hằng, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Mắt Hưng Yên về những triệu chứng, cách phòng và điều trị bệnh đau mắt đỏ. Gia đình nhà tôi thì cũng là nhiều người bị đau mắt đỏ. Tôi muốn hỏi bác sĩ xem là nguyên nhân gì bị đau mắt đỏ. Đau mắt đỏ là bệnh gọi là viêm kết mạc cấp. Nguyên nhân chủ yếu của đau mắt đỏ thì có thể là do vi khuẩn. Vi khuẩn thì có rất nhiều loại vi khuẩn. Do virus thì chủ yếu là virus như adenovirus. Thì riêng virus thì nó hay gây thành dịch bệnh, người ta gọi là dịch bệnh đau mắt đỏ. Và có thể do nấm, do ký sinh trùng, do dị ứng phấn hoa, dị ứng thời tiết, hoặc có thể là do bị côn trùng tiếp xúc với những bụi bẩn. Thường cái lây bệnh nhiều nhất mà dễ lây lan nhất thì là đau mắt đỏ do virus. Tiếp xúc dễ lây lan là mình tiếp xúc qua trực tiếp. Yếu tố gây bệnh là cái vật phẩm của bệnh nhân ấy, như rửa mắt, rồi là nước mắt của bệnh nhân, hoặc là tiếp xúc qua hô hấp. Đấy, ví dụ mình tiếp xúc gần quá, ví dụ dưới 1 mét thì rất là dễ lây bệnh. Tôi muốn hỏi là bác sĩ là triệu chứng bệnh đau mắt đỏ là gì? Biểu hiện của đau mắt đỏ thì rất là dễ nhận biết. Nhìn trực quan là đã thấy là mắt bệnh nhân đỏ lên. Đấy là triệu chứng cơ năng, người ta thấy đỏ mắt, cộm vướng, rát mắt, chảy nước mắt, người cộm như có cát vào mắt. Còn khi khám thì mình thấy kết mạc có cương tụ, giác mạc thì có thể nếu mà giai đoạn đầu thì chưa có tổn thương gì. Những giai đoạn sau thì có thể tổn thương chấm nông, tổn thương chấm sâu. Bệnh nhân chủ yếu là rất là đau, rát và khó chịu. Thưa bác sĩ, là tôi muốn hỏi là cháu tôi thường xuyên bị đau mắt đỏ, muốn phòng và điều trị đau mắt đỏ thì chúng tôi phải làm như thế nào ạ? Phòng bệnh thì chủ yếu là mình giữ gìn vệ sinh sạch sẽ môi trường ở, rồi là giữ gìn vệ sinh của bản thân mình, tay chân phải rửa sạch phòng sạch sẽ, dùng nước sát khuẩn tay. Trước khi nhỏ thuốc và sau khi dùng thuốc mình đều phải rửa tay bằng xà phòng. Đi đường mình nên đeo kính bảo hộ để tránh không bị côn trùng bay vào mắt, không bị những bụi phấn hoa bay vào mắt hoặc những cái yếu tố dị nguyên nó rất dễ bay lơ lửng ở trên không trung. Thì tùy thuộc vào nguyên nhân để mình điều trị. Ví dụ do vi khuẩn, những cái đau mắt đỏ do vi khuẩn thì mình điều trị chủ yếu bằng kháng sinh. Tùy từng vi khuẩn mình sẽ có cái sử dụng kháng sinh riêng. Còn đối với đau mắt đỏ do virus, chủ yếu mọi người hay gặp nhất là đau mắt đỏ do virus ấy, thì là cái triệu chứng nó khó chịu. Thì mọi người cứ hay tự ý mua thuốc đấy thì rất là nguy hiểm.
Đau mắt đỏ do virus thì chủ yếu có những trường hợp thì chỉ cần nhỏ nước muối không thôi, vệ sinh cá nhân không thôi là cũng sẽ khỏi. Còn chỉ trừ một số trường hợp bội nhiễm, có nghĩa là có nhiễm thêm vi khuẩn và thì khi đấy mình mới cần phải dùng kháng sinh. Còn những trường hợp mà đặc thù khác như do nấm hoặc do ký sinh trùng thì cái đấy cũng điều trị đặc hiệu riêng. Cảnh báo với mọi người rằng là mình cần phải đi khám bác sĩ để mình biết rằng cái dạng đau mắt đỏ của mình là thuộc dạng nào, để cho tránh lây lan và tránh dùng thuốc một cách gọi là không đúng chỉ định, dẫn đến những cái ảnh hưởng tiếp theo sau. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của xã hội, đời sống vật chất của con người ngày càng được nâng cao. Nhiều bậc phụ huynh có xu hướng chăm sóc quá mức cho con em mình, trẻ lười vận động. Điều này đã làm gia tăng tình trạng béo phì ở trẻ em, gây ra nhiều hệ lụy đối với sức khỏe. Câu chuyện ngay sau đây sẽ phản ánh thực tế đáng báo động về những hệ lụy sức khỏe khi trẻ bị béo phì. Cậu bé này học lớp 5 nhưng đã nặng gần 60kg, gấp đôi so với các bạn cùng trang lứa. Là con trai út trong gia đình nên em rất được cưng chiều, dành cho những đồ ăn ngon và ít khi phải làm việc nhà. Cậu bé đặc biệt yêu thích những món chiên rán, món nướng, các sản phẩm chế biến từ thịt, sữa. Ngoài thời gian học tập trên lớp, em có thể ngồi nhiều giờ đồng hồ để xem TV hay chơi game. Cái gì cháu cũng thích ăn, nhưng mẹ cháu thấy cháu béo quá, cháu không cho cháu ăn, cháu vẫn cứ thèm. Cháu bây giờ béo nhất lớp rồi. Đây chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp trẻ bị béo phì trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Tại những nơi có điều kiện kinh tế phát triển thì tình trạng này lại càng diễn ra phổ biến. Đặc biệt ở các phường trung tâm thành phố như Lê Lợi, Hiến Nam, An Tảo, dễ dàng bắt gặp những đứa trẻ chỉ 7-8 tuổi nhưng cân nặng đã như một người trưởng thành. Hàng quà vặt mọc lên khắp các cổng trường học. Học sinh có thể mua được đồ ăn mà mình yêu thích bất kỳ lúc nào. Trong khi đó, sân chơi cho các em thì ngày càng hạn hẹp. Cháu 13 tuổi, cháu nặng 58 cân. Cháu thích ăn xúc xích, cháu ăn xin nướng, thích chơi điện thoại và chơi cả ngày không chán. Cháu thích ăn xúc xích với cả gà rán, bố mẹ cháu thường xuyên đưa cháu đi ăn. Không chỉ ở khu vực thành thị, tình trạng trẻ em béo phì cũng xuất hiện phổ biến ở khu vực nông thôn. Nhiều bậc phụ huynh có tâm lý chăm con càng béo càng tốt, thậm chí cân nặng của con như một mục tiêu để phấn đấu. Lịch học quá dày đặc cũng khiến các em không còn thời gian để tham gia các hoạt động thể chất. Nhiều trẻ thừa cân béo phì có nguy cơ dậy thì sớm, gây ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ. Thì cái nguyên nhân học sinh thừa cân béo phì ở đây thì chúng tôi nhận thấy là do cái điều kiện kinh tế của xã hội ngày càng phát triển. Chính vì thế cho nên là một số gia đình có điều kiện thì chăm chút con quá mức, cho các con ăn uống có thể là thừa chất, rồi trẻ lại được bao bọc nhiều, cho nên là ít được vận động, được tham gia các cái hoạt động thể dục thể thao. Trẻ thừa cân béo phì thì đương nhiên là nó sẽ có cái tình trạng là dậy thì sớm. Đối với học sinh lớp 5 thì nhà trường cũng đã nắm bắt được là có một số em đã có cái tình trạng dậy thì. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, tình trạng trẻ em bị thừa cân béo phì trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng qua các năm. Năm 2020, tỷ lệ này là trên 6%, đặc biệt ở các khu vực thành thị, tỷ lệ trẻ em thừa cân béo phì chiếm hơn 10%. Điều này gây ra nhiều hệ lụy đối với sức khỏe, khiến cho hoạt động thể chất của trẻ trở nên chậm chạp, vụng về. Thừa cân béo phì tức là cái tình trạng tích lũy mỡ quá mức so với lại cơ thể ở một vài cái bộ phận hoặc có thể là toàn bộ cơ thể, gây nên những cái hậu quả là về sức khỏe rất là nghiêm trọng, làm trẻ mất tự tin về cái hình thể, người béo mập mạp rồi chậm chạp, các cái hoạt động thì trì trệ, dẫn đến là tổn thương các cái khớp, bệnh về tim mạch, tim phải làm việc nhiều dẫn đến suy tim, có thể là gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ. Thừa cân béo phì dẫn đến mỡ bám vào các cái lòng ruột, dẫn đến cái bệnh về tiêu hóa. Các bậc cha mẹ đều muốn dành cho con em mình những điều tốt đẹp nhất, nhưng không có nghĩa là quá bao bọc trong sự sung sướng đủ đầy. Điều trẻ cần là chế độ dinh dưỡng phù hợp, có sự cân bằng giữa ăn uống, học tập và nghỉ ngơi. Có như thế, mỗi đứa trẻ mới có thể lớn lên khỏe mạnh trong tình yêu thương của cha mẹ. Câu chuyện vừa rồi đã kết thúc chương trình Cuộc sống khỏe của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình bất cứ lúc nào trên Hưng Yên TV Go.
và hãy đặt câu hỏi về sức khỏe gửi cho chúng tôi theo địa chỉ Phòng Khoa giáo Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, 164 Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, email cskhitva@gmail.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau vào lúc 18:30 thứ hai hàng tuần.